Chúng ta vừa mới đi qua rất nhiều các cái vấn đề trong chẩn đoán và điều trị, và bây giờ cái câu hỏi chính vẫn là vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể điều trị hiệu quả nhất? Vậy câu trả lời là chúng ta sẽ chẩn đoán càng sớm càng tốt, đúng không ạ? Thế thì về mặt chính sách ấy, thì tháng 7 vừa rồi thì Bộ Y tế đã ban hành cái tài liệu này, và chắc là các thầy ở đây cũng đã có trong cái ban soạn thảo. Như vậy chúng ta đã có được những cái tài liệu rất chuyên ngành về cái lĩnh vực ung thư vú, và trong đó cũng nói rất rõ về các cái phương pháp sàng lọc gồm có X-quang, siêu âm và cộng hưởng từ. Thế thì em sẽ đi nhanh một chút về các cái phương pháp này. Đối với X-quang thì chúng ta đều biết chúng ta sẽ sử dụng hai tư thế là CC và MNO. Vậy khả năng của X-quang giúp chúng ta phát hiện được đến đâu? Thì đây là một cái ca lâm sàng ở trung tâm của vú của Vinmec Times City, thì chúng ta nhìn thấy ở bên trái một bệnh nhân có một cái tổn thương gồm những cái chấm vôi hóa rất nhỏ và kích thước nó chỉ khoảng gần 4 mm và chưa hề có bất cứ một cái triệu chứng lâm sàng nào cả. Thế còn bên phải đây thì là một bệnh nhân khác đến khám là vì tự sờ thấy một khối u, và chúng ta chụp lên thì chúng ta thấy là cái tổn thương vôi hóa này rất là rõ ràng và có khối rất rõ. Thế thì với các cái tổn thương này chúng ta sẽ làm gì? Thì ở trung tâm vú của Vinmec thì chúng tôi sẽ tiến hành sinh thiết dưới định vị stereotactic. Và khi sinh thiết thì chúng tôi sẽ đây cái tổn thương này, sau khi sinh thiết xong thì chúng tôi sẽ đặt vào đó một cái marker để đánh dấu lại vị trí sinh thiết, và khi có kết quả cần phải phẫu thuật thì chúng tôi sẽ định vị kim dây trước phẫu thuật để giúp bác sĩ phẫu thuật viên lấy được tổn thương. Thế và ở đây quý vị có thể nhìn thấy là cái hướng kim của chúng tôi là đi theo hướng kim nằm ngang, và khi cái bệnh phẩm lấy ra ấy, thì chúng ta thấy rõ ràng là có được cái tổn thương, có cái vôi hóa rất là rõ ở trên cái chụp bệnh phẩm, và cái kết quả của ca này là một cái ung thư biểu mô thể ống tại chỗ DCIS. Đây là lúc mà chúng tôi làm thì cái kim nó sẽ đi ngang này. Thì tại sao tôi muốn giới thiệu về kỹ thuật kim đi ngang này, là vì theo các cái tiếp cận thông thường đối với hệ thống sinh thiết upright, tức là bệnh nhân sẽ ở tư thế sử dụng tư thế ngồi, thì chúng ta có thể tiếp cận theo hướng thẳng đứng như này. Nhưng khi theo hướng thẳng đứng như này thì chúng ta luôn luôn cần phải chừa lại cái khoảng cách từ mũi kim cho đến mặt bàn. Và cái khoảng cách này thì tùy theo hãng nó sẽ có các cái con số khác nhau, thường là khoảng 4 mm. Và như vậy thì nó sẽ có một cái hạn chế, đấy là đối với những trường hợp mà mô vú mỏng, đặc biệt là phụ nữ châu Á và Việt Nam chúng ta kích thước vú rất là nhỏ, cho nên là nó sẽ gặp khó khăn. Với cái kỹ thuật kim đi ngang như này thì cái kim nó sẽ song song với mặt bàn detector như này, và chúng ta sẽ không phải lo cái chuyện là nó có tiếp cận với mặt bàn này nữa, và nó sẽ giúp giải quyết được một số các cái tình huống khó. Ở đây là một cái ca lâm sàng và tôi muốn chia sẻ, vì ca này thực sự là về mặt chẩn đoán thì cũng chưa được thực sự là hoàn hảo. Bệnh nhân này có một cái tiền sử ung thư vú và sau đó thì đã được phẫu thuật một bên, và bên phải thì được chụp định kỳ theo dõi. Thì thời điểm 2017 thì chúng ta chỉ thấy có một cái vùng nó không rõ ràng gì cả trên CC như này thôi, trên MLO nó cũng không rõ. Sau đó thì trên siêu âm ấy thì cũng không thấy bất cứ một cái gì cả, và kết hợp với lâm sàng cũng không có một cái dấu hiệu nào cho thấy nó có tổn thương cả. Trong đó các cái trường hợp này thì tiếp tục được theo dõi qua các năm, và chúng ta thấy rằng là dần dần tổn thương nó bắt đầu nó rõ lên như này. Và đây từ 2017 đến 2020 thì tổn thương nó rõ hơn nhưng cũng không rõ khối. Thế thì cái vai trò của X-quang nó có thể giúp theo dõi cái tổn thương, đánh giá các sự tiến triển. X-quang vú 2D và 3D thì bác sĩ Cúc đã có cái giới thiệu rồi. Đây là một cái ca mà chúng tôi áp dụng cái kỹ thuật chụp thì thấy tổn thương rất là nhỏ ở bên trái, và ca này là bệnh nhân được siêu âm trước nhưng mà bác sĩ siêu âm không phát hiện ra tổn thương, nhưng sau khi chụp X quang thì thấy được tổn thương. Và chúng tôi tiến hành siêu âm target ultrasound lại thì thấy được cái tổn thương rất là nhỏ, tương ứng với vị trí thấy được. Thế thì cái hạn chế của cái X-quang vú thì nó sẽ phụ thuộc chính là cái mật độ của cái mô vú, và theo các cái nghiên cứu đã chứng minh thì đối với các cái típ đặc như típ D chẳng hạn thì cái độ nhạy của nó chỉ còn khoảng 50%. Như vậy chúng ta nguy cơ bỏ sót rất là cao nếu chúng ta chỉ sử dụng cái X-quang vú trong sàng lọc. Và do đó thì chúng ta cần phải bổ sung vào các cái phương tiện khác, cụ thể là phương tiện siêu âm tuyến vú. Thì hệ thống chúng tôi trang bị hai cái phương tiện, thứ nhất là siêu âm handheld 2D và thứ nhất siêu âm, thứ hai là siêu âm 3D. Đối với siêu âm 3D thì cái hình ảnh thu được ấy, nó sẽ là một cái hình khối thể tích, và từ đó chúng ta sẽ tái tạo trên các mặt phẳng khác nhau, giống hệt như là chúng ta làm CT và cộng từ vậy.
Ở đây là một minh họa cho cái ca vừa rồi ạ. Thì chúng ta thấy là trên cái siêu âm 3D thì với mặt phẳng coronam này, mặc dù tổn thương rất nhỏ nhưng chúng ta thấy được một cái dấu hiệu đấy là cái distortion xung quanh cái tổn thương. Đây là một cái lợi ích mà siêu âm 3D nó tỏ ra ưu thế hơn so với 2D. Tại vì nếu các anh chị làm siêu âm thì các anh chị sẽ thấy là để phát hiện được các tổn thương dạng distortion ở trên siêu âm là một thách thức rất lớn. Chúng ta chủ yếu là phát hiện các tổn thương dạng khối. Thế và nếu chỉ dùng X-quang đơn thuần thì cái khả năng độ nhạy của nó chỉ dừng ở khoảng 7-8%. Nhưng nếu chúng ta kết hợp cả hai lại thì cái độ nhạy nó lên đến 97%. Như vậy là một cái thông điệp muốn truyền tải tới quý vị là chúng ta sẽ cần phải kết hợp hai phương pháp này. Phần lớn vì phụ nữ Việt Nam sẽ có mô vú đặc, còn dĩ nhiên những cái trường hợp mà chúng ta chụp lên là mô vú khoảng type A hoặc type B, tức là rất nhiều mỡ, thì cái siêu âm lúc đấy không thực sự là sẽ thêm giá trị nhiều. Nhưng những cái trường hợp còn lại chúng ta cần phải kết hợp. Một cái phương tiện nữa mà chúng tôi áp dụng đấy là cái chụp cộng hưởng từ vú. Thì đối với cái cộng từ vú thì cái từ trường chúng ta cần phải đòi hỏi từ khoảng 1,5 Tesla trở lên và cần có sử dụng thuốc đối quang từ. Phương pháp này thì có cái rất là có hiệu quả, độ nhạy cao, tuy nhiên là cái giá thành thì là cả vấn đề. Và bây giờ thì xu hướng thế giới là người ta sẽ đưa cái protocol là chụp vú nhanh này vào để mà chụp được nhiều hơn, tại vì đối với các nước phát triển đấy thì cái chi phí này sẽ do bảo hiểm chi trả. Thế thì vậy thì nếu mà chụp một cái đúng côn chuẩn ấy thì nó sẽ chi phí nó cao hơn, nó sẽ rút gọn cái thời gian xuống để nó giảm cái giá thành. Ví dụ như là đây là một cái tổn thương chúng ta thấy được trên cái cộng từ này. Trên siêu âm chúng ta thấy được sau đó sinh tiết ra. Đối với cộng từ ấy, thì có một cái đấy là cái mức độ ngấm thuốc nền của mô vú đấy thực sự là một cái thử thách đối với các bác sĩ đọc, bởi vì nó chính là cái trở ngại lớn nhất, nó giống như là cái đậm độ ở trên X quang vậy. Thì đây là một cái ca mà tôi lấy sưu tầm được khi mà tôi ở bên theo học ở bên chỗ đại học Penn. Thì lúc này thì mọi người nhìn thấy ở đây là năm 2018 bệnh nhân này được chụp sàng lọc thì cả hai bên vú nó đều ngấm thuốc như này, và nếu mà ai đó tinh mắt thì vẫn có thể nhìn thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên là ca này thì không được chẩn đoán. Sau đó 2 năm sau họ quay lại thì thấy là cả một cái vùng tổn thương rất lớn ở bên bên trái như này, bên phải như này. Xong bệnh nhân này thì đã được sinh thiết và đặt mắc cơ vào đây, và trên cái hình này rất tiếc là nó hơi mờ, chỗ này nó sẽ có cái đám vôi hóa rất to. Vậy thì lật lại cái ca này thì tại sao lại chúng ta để đến 2 năm sau thì tổn thương nó rất to như này? Vậy thì vậy cái năm 2018 nó có gì hay chưa? Thì nếu nhìn kỹ lại thì chúng ta có thể thấy là nó có gì đó ở đây. Đấy. Nhưng cái vùng này thì vì nó lẫn vào trong cái vùng gấm thuốc nền của mô vú, nó nằm ở ngoại vi như này, cho nên là chúng ta bị miss mất cái tổn thương này. Quay trở lại cái ca mà chúng ta vừa theo dõi qua từ 2017 đến 2020. Thế thì cái ca này sau đó thì được kết hợp với siêu âm thì chỉ thấy là ở dưới núm vú có một cái vùng distortion như này và không thấy các cái tổn thương dạng khối gì cả. Thế thì lúc này thực sự là rất là khó, nếu mà chúng ta làm biopsy ngay thì chúng ta cũng gần như phải đi mò. Thì chúng tôi để thêm cái bằng chứng thì chúng tôi có chụp cái cộng từ cho bệnh nhân. Và trên cái cộng từ thì chúng ta thấy rõ là ở vùng dưới núm vú có một cái vùng tổn thương ngấm thuốc không tạo khối, nó man enhancement. Cái tổn thương này nó mặc dù nó khá rộng nhưng mà trên lâm sàng nó không sờ thấy được và nó không thành khối. Thế sau đó thì chúng tôi quyết định là sẽ sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm vào cái vùng mà chúng tôi nghi ngờ ở trên siêu âm, bởi vì nó cái đích của chúng ta nó cũng khá rõ rồi, nó ngay dưới núm vú và trên siêu âm chúng ta cũng có cái dấu hiệu gợi ý một cái vùng rối loạn cấu trúc. Và cái kết quả của cái giải phẫu bệnh khi lấy ra ấy, thì chúng tôi thấy là nó còn có hai cái tổn thương, thứ nhất là một cái tổn thương ung thư thể ống xâm nhập và thứ hai nữa là nó kết hợp với một ung thư thể tiểu thủy xâm nhập. Chúng ta có thể thấy các cái tế bào ung thư nó xếp thành hàng và nó len lỏi trong cái mô đệm như này. Và đấy là một trong những cái trường hợp mà X quang chúng ta có thể khó phát hiện đối với những cái rối loạn cấu trúc nó sẽ tiến triển như vậy. Thì lúc này chúng ta sẽ cần phải kết hợp với các cái phương tiện khác. Và một cái ca nữa mà chúng tôi vừa mới trong tuần trước, một cái trường hợp này bệnh nhân nữ 40 tuổi đến khám ở trung tâm hô hấp bệnh viện Bạch Mai vì một cái suy hô hấp và có tràn dịch màng phổi. Thì sau đó thì được làm cell block dịch màng phổi thì ra một cái ung thư nhuộm hóa mô các thứ thì nó ra ung thư vú. Và thực ra thì không hiểu sao cái câu chuyện bệnh nhân không đến khám sớm hơn, nhưng mà khi mà chụp lên MRI staging ấy thì
thấy là tổn thương nó đã lan rộng rất là nhiều. Nhưng chúng ta thấy rằng nếu mà bệnh nhân đến với chúng ta cái giai đoạn này thì thực tại chúng ta không làm được gì nhiều lắm, tại vì nó sẽ rất là khó. Tuy nhiên là ở bên phải này nó có một cái nốt rất nhỏ này, cái thông điệp của tôi muốn chuyển đến đây đấy là bây giờ chúng ta sẽ cần phải làm thế nào đấy để chúng ta có thể phát hiện được tổn thương nó từ cái giai đoạn này trước khi mà nó chuyển sang cái tổn thương này. Vậy thì lúc đấy sẽ là cái vai trò của can thiệp cộng từ, và kỹ thuật can thiệp cộng từ thì hiện tại thì chưa được phổ biến ở Việt Nam, và đấy là một trong những cái mục tiêu mà trung tâm chúng tôi đang cố gắng theo đuổi, sẽ hy vọng là sẽ có thể triển khai được. Và tóm lại thì các cái phương pháp để chẩn đoán ung thư vú thì rất nhiều, nhưng mà chúng ta cần phải biết kết hợp với nhau để nó hỗ trợ cho nhau và có thể bổ sung được những cái ưu điểm của các cái hạn chế của các cái phương pháp truyền thống. Và cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.